Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, Tiết Thanh Minh là một ngày đặc biệt quan trọng để con cháu thể hiện sự hiếu kính với tổ tiên, ông bà. Vậy, Tiết Thanh Minh của năm Canh Tý 2020 là ngày nào? Cần chuẩn bị gì cho ngày lễ này? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu nhé! Giữa Tiết Thanh Minh trong lành, trời trong, tươi mới, sắc xuân, mọi người có thói quen dâng hương, dâng hoa như là một cách tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính tới người đã khuất. Việc chọn hoa đã thành thói quen thường lệ của chúng ta, nhưng ít ai biết rằng trong ngày này chúng ta nên lựa chọn loại hoa nào mới là tốt nhất. Một điều lưu ý là hoa được dâng lên bộ phần trong ngày này thường bó thành từng bó với màu sắc đơn giản mộc mạc, không có mùi hương nồng nặc. Chọn hoa trong Tiết Thanh Minh dựa vào màu sắc. Trước đây trong Tiết Thanh Minh truyền thống, mọi người thường dùng cành liễu hoặc là hoa đào để đi tảo mộ. Tuy nhiên giờ đây thì chúng ta đã có nhiều sự lựa chọn hơn. Loài hoa màu trắng tượng trưng cho sự tiếc thương và nhung nhớ những người đã khuất như bách hợp, hoa cúc trắng, cây mã đề, hoa hồng trắng thường được chọn để dâng khi đi tảo mộ. Màu trắng của những loài hoa này với ngụ ý thuần khiết, thanh cao và chúng đại diện cho sự tôn kính và hy vọng người đã khuất có được một cuộc sống thoát tục, an nhiên nơi thiên đường. Thời gian qua đi thì những phong tục cũ đã dần được thay đổi cho linh hoạt hơn, nên việc chọn hoa đi tảo mộ bây giờ đã không còn phải cứng nhắc ở việc phải lựa chọn màu hoa trắng, màu hoa nào thường nở trong Tiết Thanh Minh mà có thể bày tỏ được tấm lòng của con cháu, của người ở lại để có thể sử dụng. Hoa màu vàng thì cũng biểu tượng cho sự đau buồn và tưởng niệm, trong đó hoa cúc vàng được mọi người sử dụng nhiều nhất và không chỉ dùng cho dịp này. Ngoài ra thì ngày này các loại hoa như là lay ơn, cây hương thảo cũng thường xuyên được dùng để dâng hoa. Chọn hoa trong Tiết Thanh Minh tùy vào từng đối tượng để dùng loại hoa khác nhau. Khi dâng hoa cho người lớn tuổi hơn thì chúng ta không biết sở thích của họ là gì, có thể dùng hoa cúc vàng hoặc là trắng là đã đủ để bày tỏ tấm lòng của mình. Dâng hoa cho bạn bè cùng trang lứa không cần phải để ý quá tới hình thức, có thể chọn hoa khi còn sống, họ yêu thích. Nhưng nếu không có thể thì chọn loại hoa nào khiến cho bạn gợi nhớ tới họ. Với người cùng thế hệ thì có thể dùng hoa cúc trắng và vàng. Ngoài ra thì cũng có thể dùng các loại hoa màu trang nhã như là hoa loa kèn, cẩm chướng. Chọn hoa trong Tiết Thanh Minh dựa vào sở thích của người đã khuất. Không chỉ dựa vào màu sắc hoa, giờ đây khi đi tảo mộ để bày tỏ lòng tiếc thương, nhiều người ưu tiên việc chọn hoa theo sở thích của người đã khuất để thể hiện sự quan tâm tưởng nhớ tới họ. Điều đó được duy trì như một cách nối dài sự hiện diện của người thân trong gia đình. Sắc màu hoa càng thắm thì càng bày tỏ lòng thành kính, tuy nhiên thì không nên vì vậy mà chọn những loài hoa sặc sỡ hoặc là mang ý nghĩa của sự chúc tụng để tránh người khác hiểu lầm tâm ý của người dâng cúng. Nếu như người mất lúc tuổi cao có thể thêm tỷ lệ hoa màu đỏ, hồng, màu sắc ấm áp này thể hiện tình cảm nhớ nhung triền miên của con cháu. Trên thực tế thì có thể sử dụng nhiều loài hoa khác nhau mà con người gán cho những tiếng nói ý nghĩa riêng. Nhưng dâng hoa cho người đã khuất thì phải chắc chắn một điều, bất cứ một loài hoa nào dù là cầu kỳ hay là đơn giản, dù rực rỡ hay là đơn sơ thì được dùng để đi tảo mộ trong Tiết Thanh Minh đều cùng chung mục đích là bày tỏ lòng thành kính với người thân yêu của chúng ta. Ý nghĩa của Tiết Thanh Minh. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn từ xa xưa, Tiết Thanh Minh đã trở thành ngày lễ quan trọng thiêng liêng đi sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Thanh Minh tuy không phải là cái Tết lớn nhưng lại gắn liền với đạo đức, với bổn phận con người Việt Nam. Bổn phận của con cháu tưởng nhớ công lao của tổ phụ, của những người đi trước. Đây chính là ngày giỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên. Thanh Minh là tiết thứ 5 trong nhị thập tứ khí và đã được người phương Đông coi là một lễ tiết hàng năm. Tiết Thanh Minh đến sau ngày lập xuân 45 ngày. Theo nghĩa đen thì thanh là khí trong, còn minh là sáng sủa. Khi tiết xuân phân qua, những cơn mưa bụi của trời xuân đã hết, bầu trời trở nên quang đãng sáng sủa là sang Tiết Thanh Minh.
Theo quy ước, tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 4, khi kết thúc tiết xuân vân và kết thúc vào khoảng từ ngày 20 hay là 21 tháng 4 dương lịch. Năm nay, tiết thanh minh bắt đầu vào ngày mùng 5 tháng 4 dương lịch, nhằm ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch và kéo dài đến hết ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch, nhằm vào ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch. Theo phong tục thì trong những ngày thanh minh truyền thống là lúc nhớ về cội nguồn, nhiều gia đình tổ chức tảo mộ làm bánh trôi bánh chay. Ông bà ta xưa chọn tiết thanh minh là ngày cắt cổ trên mộ và đắp đất lên mộ vì ngày này thời tiết chuyển sang ấm dần, mưa nhiều hơn, cây cỏ tốt hơn trùm lên mộ, có thể làm mộ sụt lở nên cần phải cắt cỏ đắp thêm đất lên mộ. Trong khi làm sạch mộ thì gia chủ có thể sử dụng bột sông nhà khai cát và bột ngũ vị hương để sông giúp bao sái tẩy uế hoặc là chôn rắc gạo vàng thần tài hoặc cúc thất bảo dưới góc mộ giúp cho linh khí hóa sát trừ tà. Bột sông nhà khai cát là sản phẩm tuyệt vời với sự kết hợp đầy đủ giữa nguyên liệu thảo mộc với những vật phẩm tốt lành trong dân gian cũng như là trong phong thủy. Bột sông nhà khai cát dùng để bao sái, tẩy uế, lau sạch khi dọn bàn thờ, đồ cúng lễ, xông khí, tẩy trừ uế khí, tiêu trừ khí xấu, đem lại phúc tài phúc lộc cho gia chủ. Nhà có người bệnh lâu ngày không khỏi, người hay mê ngủ, mộng mị, mắc chứng hoang tưởng nên sử dụng để tẩy đi uế khí, tà khí. Xông đất trước khi hành lễ động thổ, khai trương nhập trạch, khánh thành, tẩy uế trừ tà cuối năm trong lễ tảo mộ tiết thanh minh là rất cần thiết. Gạo vàng thần tài được xem là một vật phẩm cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ loại cát và đá vàng tự nhiên thuần khiết. Mỗi một công đoạn chế tác đều vận dụng theo các nguyên lý ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh là một vật thần lực mạnh và nhà nhà nên có trong gia đình, đặc biệt là vào những ngày lễ lớn càng nên sử dụng vật phẩm cát tường này. Cốt bát hương, đặc biệt là cốt thất bảo, là một vật linh thiêng để trong bát hương dùng cho thờ cúng trong gia đình, là biểu hiện tâm linh trên bàn thờ. Đó là nơi mỗi khi thắp hương tưởng niệm cầu cúng hướng tới tổ tiên các vị thần linh hay là gửi lòng thành kính vào cõi vô hình, rồi chủ nhân cắm nén hương vừa đốt vào. Cốt thất bảo trong cốt bát hương là đặc biệt quan trọng bởi chúng được coi như là lòng cốt linh hồn trong bát hương, tượng trưng cho giá trị cốt lõi trong gia đình. Cốt thất bảo đầy đủ bao gồm vàng, bạc, ngọc trai, ngọc phỉ thúy, đá mã não, san hô đỏ, hổ phách. Do được hội tụ đủ linh khí ngũ hành của trời đất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nên tất cả các bảo vật làm thất bảo đều là bảo vật quý, giữ được linh khí của đất trời. Với linh khí đất trời được hội tụ lại trong bột cốt thất bảo thì nguyện cầu tâm ý mới linh ứng và được lưu lại. Để vận hành cho thất bảo, người ta sử dụng thêm gạo vàng thần tài làm chất dẫn. Gạo vàng thần tài giống như là cam thảo trong đông y, chạy được vào cả 12 kim mạch. Vậy nên sử dụng thêm gạo vàng thần tài làm chất dẫn cho toàn bộ khí trong thất bảo được lưu thông. Nhân lúc đi thanh minh tảo mộ để tưởng nhớ tổ tiên người thân đã khuất, mọi người có thể dạo chơi ngắm cảnh cỏ cây tươi tốt, nên còn gọi là đạp thanh. Nguyễn Du có câu: thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Nguồn gốc của tiết thanh minh. Tiết thanh minh được bắt nguồn từ Trung Quốc. Chuyện kể rằng, đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công, nước Tấn gặp loạn, phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Bây giờ có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình, nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong 19 năm, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán hận gì, nghĩ mình làm được việc gì cũng là cái nghĩa vụ của mình chứ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy, ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng. Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh. Rốt cục cả hai mẹ con đều chết cháy.
vua thương xót lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa trong 3 ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm khoảng từ mùng 3 tháng 3 âm lịch cho đến ngày mùng 5 tháng 3 âm. Từ đó, ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm được coi là ngày Tết hàng thực nhằm tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục của những người đã khuất. Từ thời Lý thì nhân dân ta đã tiếp nhận Tết hàng thực, nhưng ý nghĩa của ngày Tết này đã biến đổi và mang đậm màu sắc truyền thống phù hợp với tâm lý cũng như là cuộc sống thường nhật của người dân nước Việt. Vào ngày Tết hàng thực thì người Việt không kiêng lửa, mọi việc nấu nướng vẫn được thực hiện, chỉ có điều người Việt dùng bánh trôi bánh chay cho Tết hàng thực với ý nghĩa tượng trưng đó là những thức ăn nguội, hàng thực. Vì vậy, người Việt còn gọi Tết hàng thực bằng một cái tên gọi khác là Tết bánh trôi bánh chay. Tiết Thanh Minh thì gắn liền với đạo đức, với bổn phận con người Việt Nam, bổn phận của con cháu tưởng nhớ công lao của tổ tiên, của những người đi trước. Đây chính là ngày giỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên. Con cháu thì quanh năm đi làm ăn xa cũng thường trở về vào dịp này để tưởng nhớ tổ tiên và sum họp với gia đình. Thông thường thì vào dịp này người còn sống thì sẽ tổ chức tụ họp người thân, làm lễ tảo mộ thăm viếng và dọn dẹp mộ phần của ông bà tổ tiên. Công việc chủ yếu là dọn cỏ dại trùm lên mộ phần và đắp thêm cho ngôi mộ đầy đặn do mùa xuân mưa phùn, dễ làm cây hoang dại phát triển tốt. Đặc biệt kiểm tra xem mộ có bị tổ mối sông hay là bị các loại động vật nhỏ đục khoét hay không. Nếu có thì cần phải giải quyết ngay vì đây là điều không tốt trong phong thủy và khá là hung hiểm đối với phong thủy âm trạch. Đồng thời phải làm lễ cúng mời những người đã khuất về nhà dùng cơm với con cháu. Con cháu tưởng nhớ hoài niệm lại những điều tốt đẹp về ông cha với tất cả lòng thành kính. Khi làm lễ cúng Thanh Minh thì nên tham khảo kỹ lưỡng vì ngoài thành tâm phải nắm được cần chuẩn bị những lễ vật cần thiết và quan trọng nhất là biết chuẩn bị cúng lễ Thanh Minh đúng cách. Cúng tại gia và cúng tại mộ có cách chuẩn bị lễ vật và văn khấn khác nhau, gia chủ cần phải chú ý để không bị nhầm lẫn. Tục tảo mộ. Đối với người dân Việt thì Tiết Thanh Minh là dịp để con cháu hướng về tổ tiên cội nguồn. Dù ai đi đâu, ở đâu, đến ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm cũng cố gắng về với gia đình để tảo mộ, sum họp bên mâm cơm gia đình. Những ngôi mộ được người nhà dọn dẹp sạch sẽ, vun đắp thêm đất mới, đó là những tâm đức của người đang sống đối với người đã khuất. Công việc chính của tảo mộ là sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên cho sạch sẽ. Nhân ngày Thanh Minh thì người ta mang theo sẻng cuốc để đắp lại nấm mồ cho đầy đặn, dẫy hết cỏ dại và những cây hoang mọc trùm lên mộ cũng như là tránh không để cho các loài động vật hoang dã như là rắn, chuột đào hang làm tổ mà theo suy nghĩ của họ là có thể mạo phạm tới linh hồn người đã khuất. Sau khi dọn dẹp xong thì gia chủ có thể sử dụng bột sông nhà khai cát, bột ngũ vị hương để sông giúp bao sái tẩy uế hoặc chôn rắc gạo vàng thần tài hoặc là cốt thất bảo dưới các góc mộ giúp có linh khí hóa sát trừ tà. Đồng thời thì mùi hương từ bột trừ tà và bột ngũ vị hương giúp xua đuổi muỗi mọt, những con động vật gặm nhấm làm tổ trên mộ của gia tiên nhà mình. Sau đó người tảo mộ thắp vài nén hương đốt vàng mã hoặc là đặt thêm bó hoa cho linh hồn người đã khuất. Trong ngày Thanh Minh thì khu nghĩa địa trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Các cụ già thì lo khấn vái tổ tiên nơi phần mộ, trẻ em thì cũng được theo cha mẹ hay là ông bà đi tảo mộ. Trước là để biết dần những ngôi mộ của gia tiên, sau là để tập cho chúng sự kính trọng tổ tiên qua tục viếng mộ. Những người quanh năm đi làm ăn xa thì cũng thường trở về vào dịp này để tảo mộ gia tiên và sum họp với gia đình. Bên cạnh những ngôi mộ được trông nom chăm sóc cẩn thận còn có những ngôi mộ vô chủ không người thăm viếng. Những người đi viếng mộ thường cũng cắm cho các ngôi mộ này một nén hương. Ngoài tục lệ làm bánh trôi, bánh chay thắp hương thì sau đó cả gia đình quây quần bên nhau thưởng thức hương vị đậm đà của món bánh này. Tiết Thanh Minh cũng là lúc trời bắt đầu bớt lạnh, cây cối phát triển mạnh mẽ, rất nhiều loài hoa nở rộ là thời điểm thích hợp để đi dã ngoại và ngắm cảnh. Theo quy ước thì Tiết Thanh Minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4 khi kết thúc Tết Xuân Phân và kết thúc vào khoảng ngày 20-21 tháng 4 dương lịch.
Với các nhà tâm linh thì Thanh Minh vừa là dịp lễ, vừa là ngày mặt trời ở vị trí hoàng đạo may mắn và người dân đi tảo mộ, tu chỉnh lại mộ phần tổ tiên với đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn. Với nhiều gia đình thì lễ tảo mộ còn là dịp để con cháu sum họp, thực hiện trách nhiệm, sự tận nghĩa, hiếu hạnh, thành kính với tổ tiên. Theo quan niệm dân gian thì các lễ trong dịp tiết Thanh Minh gồm lễ gia thần, gia tiên tại nhà và lễ âm phần long mạch tại nơi đặt phần mộ. Khi đến nơi có đặt mộ phần của gia đình mình thì các gia chủ nên đặt lễ vào chỗ thờ chung để lễ. Nếu nơi đó không phải là nghĩa trang, không có chỗ thờ thì có thể dùng các thứ đôn kệ để đặt đồ lễ mà cúng vái. Lễ vật trong ngày tiết Thanh Minh gồm hương đèn, trầu cau, gạo muối, nước, rượu, trà khô, tiền vàng, thịt, chân giò, gà luộc hoặc là khoanh giò nạc, độ vài lạng. Bắt đầu vào lễ thì gia chủ thắp hương đèn và khấn theo bài cúng lễ tiết Thanh Minh. Sau đó trong lúc chờ hương tàn thì gia chủ đi đến phần mộ của gia tiên thắp hương khấn gia tiên để xin phép tu sửa dọn dẹp cho phần mộ. Lưu ý là số nén hương thì thắp số lẻ 1 hoặc là 3 nén vì số lẻ tượng trưng cho cõi âm, còn đèn thì mang theo 2 đèn hoặc là 2 cây nến vì thắp lên 2 ngọn đèn tượng trưng cho 2 vầng nhật nguyệt. Sau khi hoàn tất các việc thì gia chủ chờ cho hương cháy được khoảng 2/3 thì lễ tạ, hóa vàng và xin lộc về nhà để làm lễ gia thần và gia tiên ở nhà. Nếu gia chủ viết bài cúng ra giấy thì đọc xong đem hóa cùng với tờ tiền giấy vàng. Việc cúng gia tiên trong tiết Thanh Minh cũng tuân thủ theo thể thức cúng gia tiên thông thường. Thể thức này theo sách phong tục thờ cúng của người Việt thì có những nguyên tắc chung là dâng hương lễ gia thần trước, gia tiên sau. Các vật phẩm dâng hương trong ngày tiết Thanh Minh có thể là lễ chay hoặc là lễ mặn. Các gia đình thờ Phật thì chỉ dâng lễ chay. Các lễ vật gồm hương, đèn, chè, quả, rượu, nước trong, trầu cau và tiền vàng. Lễ vật đặt lên bàn có thể chung, nhưng nếu có nhiều bát hương thì bát nào cũng phải thắp hương cả. Số hương trong từng bát cũng là những số lẻ 1 hoặc là 3 nén. Sau khi hương cháy gần hết thì gia chủ lại thắp thêm một tuần hương nữa rồi xin phép tổ tiên hóa vàng. Tiền vàng khi đã cháy thành tro thì lấy một chén rượu cúng vẩy vào đám tro đó. Sau khi hành lễ cúng gia thần gia tiên của ngày tiết Thanh Minh đều có hai hình thức là vái và lễ. Vái thì các ngón tay đan vào nhau, còn lễ thì hai bàn tay áp vào nhau và đều đặt ở ngang trước ngực. Vái hay là lễ thì chỉ được thực hiện sau khi lễ vật đã đặt lên bàn thờ và đèn nhang đã thắp. Người làm lễ sau khi đã châm lửa kính cẩn dùng hai tay dâng các nén hương ở vị trí ngang trán, vái ba vái rồi mới cắm hương vào bát hương. Sau đó người lễ khấn theo bài cúng gia tiên, khấn xong vái ba vái rồi chờ hương cháy gần hết mới hóa vàng. Về vấn đề lễ chay hay là lễ mặn trong ngày tiết Thanh Minh, ngày nay có những quan niệm khuyên nên cúng bằng lễ chay vì như vậy là không sát sinh nên vong hồn tổ tiên dễ siêu thoát. Lễ chay gồm có xôi chè, quảng, chuối, bánh trái, chay nước, gạo muối, bỏng bơ, chén mật ong và hoa tươi. Có rất nhiều lựa chọn khác nhau khi bạn đi tảo mộ trong tiết Thanh Minh, nhưng miễn là đối với bạn loài hoa đó bày tỏ lòng thương nhớ đến người đã khuất thì bạn đều có thể sử dụng. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn chia sẻ trên đây sẽ đem lại nhiều hữu ích cho các bạn. Để hiểu thêm các kiến thức về phong thủy, biết được vận hạn của các tuổi trong năm Canh Tí 2020, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất nhé! Và các bạn cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn hoàn thiện và phát triển hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.